Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhật Báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi kênh Nhật Báo 24 giờ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời, thật thú vị khi xem những video của chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở dưới đây để được nhận những video hay nhất, hấp dẫn nhất, mới nhất về bóng đá của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin bóng đá ngày 6 tháng 3 trên kênh Nhật Báo 24 giờ. Sau đây là tin tức bóng đá nổi bật hot nhất trong ngày. Săn vé World Cup, thầy Park đặt niềm tin vào thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn. Người hâm mộ Muangthong United công khai kêu gọi đưa Văn Lâm lên băng ghế dự bị sau khi đội nhà sạch lưới 2 trận. Rộ tin đồn doanh nghiệp Việt tài trợ cho Heerenveen, Văn Hậu chắc chắn ở Hà Lan. Đằng sau giấc mơ Park Hang-seo của Indonesia là sự thật phũ phàng, ám ảnh suốt 30 năm. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, săn vé World Cup, thầy Park đặt niềm tin vào thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn. Người hâm mộ đang lo ngại về chấn thương của Duy Mạnh và sự thiếu hụt nhân sự nơi hàng thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước thềm đại chiến với Malaysia. Nhưng thực tế, thủ môn cũng là vị trí khiến thầy Park phải đau đầu. Đấu Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ không có Duy Mạnh vì chấn thương, còn Đình Trọng và Trọng Hoàng bị treo giò. Chưa hết, Đoàn Văn Hậu cũng dính chấn thương khi thi đấu cho đội trẻ Heerenveen. Như vậy, 4 trên 5 vị trí nơi hàng thủ của những ngôi sao vàng đang gặp vấn đề. Và cũng bởi thế, mối quan tâm dành cho hàng thủ đang trở nên vô cùng bức thiết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phải đối diện với một vấn đề khác nữa, đó là thủ môn. Những thủ môn thường xuyên góp mặt cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thời gian qua đều không có phong độ tốt, từ Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng đến những người dự bị như Nguyên Mạnh, Văn Toản, Tuấn Mạnh hay Phạm Văn Cường. Hầu hết những cái tên kể trên đều có những vấn đề của riêng mình. Trong màu áo câu lạc bộ Muangthong United, thủ thành Đặng Văn Lâm vừa trải qua trận đấu thứ 2 liên tiếp phải ngồi dự bị và không được ra sân phút nào. Cựu thủ thành của Hải Phòng đã phải nhường chỗ cho đồng nghiệp mang áo số 29 người Thái Lan Sompon Jones. Vấn đề với Lâm Tây đó là phong độ. Trong 2 vòng đấu đầu mùa giải 2020 của Thái League, Đặng Văn Lâm đã được huấn luyện viên Alexander Gama điền tên vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, cả 2 trận đấu đó, đội bóng này đều nhận thất bại với cùng tỷ số là 1-2. Để thủng lưới tới 4 bàn chỉ sau 2 trận, dường như đã khiến Đặng Văn Lâm mất điểm trong mắt của nhà cầm quân người Brazil. Từng có lúc người hâm mộ đặt câu hỏi, giữa Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn ai? Dĩ nhiên, sau đó tất cả đều đã có câu trả lời. Ở trận siêu cúp quốc gia giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC hôm 1 tháng 3, thủ thành Bùi Tiến Dũng bắt chính nhưng mắc sai lầm, trở thành một phần tác nhân khiến đội nhà thua 1-2. Cả Đặng Văn Lâm lẫn Bùi Tiến Dũng đều không có phong độ tốt. Huấn luyện viên Park Hang-seo liệu có thể tìm kiếm hy vọng ở những cái tên khác? V-League 2020 chỉ vừa khởi tranh và các thủ môn khác của đội tuyển quốc gia Việt Nam như Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường, Nguyên Mạnh hay Văn Toản chưa có nhiều thời gian để tìm lại sự ổn định vốn có. Trong bối cảnh hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể hướng sự chú ý của mình về cái tên Filip Nguyễn. Thủ môn này thi đấu xuất sắc trong đội hình của câu lạc bộ Slovan Liberec tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Khao khát được khoác áo đội tuyển Việt Nam, anh đang rất cố gắng để có thể làm thủ tục nhập tịch. Cầu thủ người Séc gốc Việt được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất ở ngoại hạng Séc mùa giải 2018-2019. Nếu có thể nhập tịch Việt Nam thành công và được trao cơ hội lên chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, anh chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của Văn Lâm trong cuộc cạnh tranh vị trí số 1 nơi khung gỗ. Nên nhớ trong năm nay, bóng đá Việt Nam trải qua nhiều giải đấu lớn, trong đó có AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm. Mới đây, thủ thành sinh năm 1992 khiến người hâm mộ Việt Nam càng thêm háo hức với màn trình diễn xuất thần. Trong trận đấu giữa Slovakia và Slovan Liberec trong khuôn khổ cúp quốc gia của Cộng hòa Séc, Filip Nguyễn chỉ được tung vào sân ở phút 118 với mục đích là bắt loạt luân lưu sắp tới, bởi hai đội không bên nào tìm được mảnh lưới của đối phương. Thủ thành người gốc Việt đã không phụ lòng huấn luyện viên Pavel Hotfik và có 2 pha cản phá luân lưu xuất sắc, giúp Slovan Liberec giành chiến thắng với tỷ số luân lưu là 4-2, qua đó tiến vào bán kết của giải đấu. Filip Nguyễn được Transfermarkt định giá lên tới 1,1 triệu đô la Mỹ và đang được xem là một lựa chọn đáng chú ý cho đội tuyển Việt Nam ở vị trí thủ môn. Thông tin tiếp theo, người hâm mộ Muangthong United công khai kêu gọi đưa Văn Lâm lên băng ghế dự bị sau khi đội nhà sạch lưới 2 trận. Đặng Văn Lâm dường như đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải thứ 2 tại Thái Lan. Không chỉ mất suất bắt chính mà anh còn nhận được những lời bình luận khó nghe của fan Thái Lan. Trong 2 trận đấu gần nhất tại Thái League của Muangthong United, Văn Lâm bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát, dù trước đó anh đã có những màn thể hiện khá tốt ở giai đoạn hữu tiền mùa giải. Tưởng chừng thủ thành sinh năm 1993 sẽ nắm chắc suất bắt chính trong tay, thì huấn luyện viên trưởng Alexander Gama lại lựa chọn Sompon Jones ở các cuộc đối đầu với Rayong FC và Chonburi. Kết quả thực tế cho thấy, sự thay đổi này mang lại hiệu quả khi Muangthong United giữ sạch lưới trong cả 2 trận đấu mà Sompon Jones bắt chính. Trên fanpage của câu lạc bộ, rất nhiều người đã công khai bày tỏ mong muốn huấn luyện viên Alexander Gama đưa Văn Lâm lên bằng ghế dự bị và trao vị trí số 1 trong khung gỗ cho Sompon Jones. Sau đây là một số bình luận được trang SMM Sport tổng hợp. Sompon Jones lại giữ sạch lưới, thể hiện một pha cứu bóng đẹp mắt. Anh ấy thật ngầu. Văn Lâm đã không thể giúp Muangthong sạch lưới. Trao cơ hội cho Sompon Jones là không hề sai. Văn Lâm, ha ha ha. Đặng Văn Lâm còn ngồi ngoài lâu đấy. Tôi chắc rằng Sompon Jones tốt hơn Văn Lâm. Sompon Jones thực sự tuyệt vời. Hiện tại, Muangthong United đã chiêu mộ tân huấn luyện viên thủ môn Marcos Tobigus để giúp cải thiện tình hình. Đây có lẽ cũng là cơ hội để Văn Lâm tìm lại vị thế vốn có nếu anh chứng tỏ được năng lực với vị huấn luyện viên ngoại quốc này. Thái League cũng đang tạm dừng vì những vấn đề liên quan đến dịch Covid-19. Các đội bóng sẽ có thêm thời gian để tập luyện và rút kinh nghiệm sau 4 trận đấu đã qua. Thông tin tiếp theo, rộ tin đồn doanh nghiệp Việt tài trợ cho Heerenveen, Văn Hậu chắc chân ở Hà Lan. Theo một vài nguồn loan tin, một doanh nghiệp Việt có thể sẽ tài trợ áo đấu cho Heerenveen. Theo đó, khả năng để Văn Hậu trụ lại đội bóng này tăng cao đáng kể. Vào lúc 2:45 ngày 8 tháng 3 tới, Heerenveen sẽ đón tiếp đại gia Ajax trên sân nhà. Vé trận này đã được phía Heerenveen bán hết. Các nguồn tin quốc tế cho rằng, ở trận này, đội chủ nhà sẽ công bố nhà tài trợ áo đấu mới, thay thế tổ chức từ thiện chống ung thư trẻ em mà đội bóng đang ủng hộ với dòng chữ Kika. Danh tính nhà tài trợ mới đang được phía Heerenveen dự kín, nhưng theo trang Omroep Friesland dự đoán, đấy sẽ là một cái tên tới từ Việt Nam, với giá trị tài trợ khoảng 2 triệu euro mỗi năm. Sẽ là không lạ nếu một doanh nghiệp Việt Nam đứng ra tài trợ cho Heerenveen, vì câu lạc bộ này đang rất nổi ở giải đất hình chữ S do chiêu mộ Đoàn Văn Hậu. Ngược lại, nếu Heerenveen nhận tài trợ chính từ một doanh nghiệp Việt Nam, hẳn nhiên sẽ ý thức được giá trị PR hình ảnh ở đất nước Đông Nam Á này. Khi đó, việc giữ lại Đoàn Văn Hậu sẽ có ý nghĩa hình ảnh, tài chính lớn. Chưa kể về mặt tiềm năng chuyên môn, Văn Hậu cũng đang thể hiện tốt. Chưa có thêm cơ hội ở đội 1, nhưng Văn Hậu đang chắc chân tại đội dự bị Giang Heerenveen và thi đấu khá chững chạc. Thông tin cuối cùng cho bản tin hôm nay. Đằng sau giấc mơ Park Hang-seo của Indonesia là sự thật phũ phàng, ám ảnh suốt 30 năm. Người Indonesia đang đặt kỳ vọng rất lớn vào huấn luyện viên Shin Tae-yong, huấn luyện viên Hàn Quốc tiếp theo của bóng đá Đông Nam Á sau thầy Park Hang-seo. Mới chỉ chính thức nhậm chức tại Indonesia từ đầu năm nay, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tạo nên một luồng gió mới với hiệu ứng lớn cho bóng đá xứ vạn đảo, ít nhất là về mặt truyền thông. Suốt thời gian qua, báo chí Indonesia có khá nhiều bài viết về kỳ vọng và sự thay đổi do huấn luyện viên người Hàn Quốc mang lại. Dù đang xếp bét bảng tại vòng loại World Cup 2022 với 5 trận toàn thua, nhưng truyền thông Indonesia tin rằng trong 3 trận còn lại, họ có thể trở thành đối thủ khó nhằn và gây ra sự cản trở cho mục tiêu đi tiếp của Việt Nam, Thái Lan và UAE. Thậm chí cách đây chưa lâu, tờ Indosport còn có bài viết với nội dung suy diễn rằng vì Indonesia dần mạnh lên nhờ có huấn luyện viên Shin Tae-yong, nên các đội bóng trong bảng G đang gấp rút nhập tịch cầu thủ để tăng cường lực lượng, với ví dụ về trường hợp Filip Nguyễn của Việt Nam. Trên thực tế, ngay trong thời điểm cuối năm ngoái, khi xuất hiện thông tin Liên đoàn bóng đá Indonesia đàm phán với huấn luyện viên Shin Tae-yong, đã có những sự so sánh được đưa ra khi người hâm mộ kỳ vọng vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thể nối bước người đồng hương Park Hang-seo để gặt hái thành công tại Đông Nam Á. Dù những phân tích trên có phần chủ quan, thậm chí chưa đúng với bản chất của sự việc, tuy nhiên nó cho thấy sự kỳ diệu lớn đến mức nào mà dư luận Indonesia dành cho huấn luyện viên Shin Tae-yong. Dẫu vậy, vẫn có một thực tế không mấy vui vẻ đã tồn tại suốt 30 năm qua đối với bóng đá Indonesia, trải qua nhiều đời huấn luyện viên, dù là người trong nước hay nước ngoài. Phóng viên Michelle Sheehan của hãng Antara chia sẻ, thực ra không chỉ riêng ông Shin Tae-yong đâu, bất cứ huấn luyện viên nào nhận nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia Indonesia luôn nhận kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Mọi người đều rất hy vọng vào thành công, nhưng thực tế chỉ ra rằng, kể từ khi Indonesia giành huy chương vàng SEA Games năm 1991 đến nay, chưa một ai có thể giúp Indonesia vô địch khu vực thêm lần nào cả. Vị phóng viên người Indonesia cũng lấy ví dụ về trận thua bẽ bàng cách đây ít ngày của đội tuyển quốc gia trước Persija Tangerang, câu lạc bộ vừa mới thăng hạng lên La Liga 1, để chỉ ra rằng huấn luyện viên Shin Tae-yong chưa thể tạo ra sự thay đổi theo ý muốn của ông trong một sớm một chiều. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cần thời gian để thực hiện những thay đổi của mình, chắc chắn là như vậy. Không ai có thể đem tới cho chúng tôi những chiến thắng và danh hiệu chỉ sau một đêm cả. Hiện tại, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn đang tập trung vào quá trình cải thiện thể lực của các cầu thủ. Đội tuyển Indonesia vừa qua có trận đấu tập với đội bóng mới thăng hạng lên La Liga 1 và đã thua 1-4. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ngay như trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup sắp tới, kể cả họ có vắng 4 cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản vì dịch Covid-19 thì vẫn rất mạnh, đặc biệt nếu đem so với một đối thủ như Indonesia vào lúc này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những tin tức bóng đá mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.